chưa mở hàng em ơi. Chưa mở hàng thì để em mở hàng cho. Em hứa em mua mà. Em muốn mua áo khoác ấy, anh tư vấn cho em cái áo nào mà nó vừa hợp thời trang, nó vừa đơn giản mà nó lại phải rẻ nữa. Cái áo này kiểu gì rách rách như này, nhìn cứ như là rẻ lau ấy. Đâu ra anh à, áo này nhìn có vẻ hợp thời trang đấy, nhưng mà em thấy nó không đơn giản anh ạ, nhìn họ tiếc quá. Đây, em thử cái này anh xem. Anh à, cái được đấy, anh đúng vào áo em này. Được đấy. Hơi hôi nhỉ. Áo này bao nhiêu hả anh? Áo là bình thường anh bán 550, hôm nay mùng 1 anh lì xì cho mày 50.000. 500. 500. Em thấy áo này nó cũng hợp thời trang, cũng đơn giản nhưng mà nó đắt. Áo này mẹ em mua ngoài chợ kia có 250. Em chiều em được lì xì em quay lại nhé. À, thế còn áo này thì sao anh?